Chiến thắng rộn rã 4-1 cho Aston Villa hồi giữa tuần được xem là bước đệm để Man City bắt đầu một trận nước rút cuối mùa cùng một phong độ hủy diệt như hàng năm. Trước khi làm khách đến sân của Crystal Palace, nhiều người đã dự đoán rằng đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng cho đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola, bởi nếu xét trên mọi phương diện, thật khó để đội bóng đến từ thành London có thể cản bước The Citizen vào lúc này. Thế nhưng khi mà các cổ động viên tại St. Hugh's Park còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì bất ngờ đã xảy ra. Xuất phát từ sai lầm tai hại của John Stones, Mateta được các đồng đội tạo điều kiện để thoát xuống và hạ gục thủ thành Steven Ortega trong tư thế đối mặt, qua đó mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Nhưng rồi lợi thế dẫn bàn của Crystal Palace cũng không tồn tại quá lâu. Sức mạnh của Man City vốn không đến từ một bộ khung hoàn thiện, vốn đã thấm nhuần triết lý chiến thuật của Pep Guardiola, mà bên cạnh đó, họ cũng không thiếu những ngôi sao lường bên cách tạo nên sự khác biệt, và trong ngày hôm nay là Kevin De Bruyne. Sau hàng loạt sức ép khủng khiếp được tạo ra về phía khung gỗ của đội bạn, đến phút thứ 13, Man City cuối cùng cũng tìm được điều mình cần. Đó là tình huống mà Kevin De Bruyne đã chói sáng với cú cứa lòng đưa bóng đi vào góc cao khung thành, khiến thủ thành Dean Henderson dù có đang thi đấu xuất thần đến mấy cũng phải bó tay. Nói đúng hơn, đó là một siêu phẩm không thể cản phá. Trong những phút tiếp theo, mặc dù vẫn là đội tỏ ra áp đảo, song hàng phòng ngự dày đặc của Crystal Palace đã khiến họ vấp phải một số khó khăn nhất định. Đó là còn chưa kể, các học trò của luyện viên Oliver Glasner cũng biết cách để tạo ra những đòn hồi mã thương nguy hiểm. Mãi đến đầu hiệp 2, Man City mới tìm được bàn thắng để có lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận đấu do công của Rico Lewis. Song pha lập công của cầu thủ sinh năm 2004 đã góp phần giúp đội khách thi đấu một cách thanh thoát hơn. Và rồi, Kevin De Bruyne đã hoàn tất màn trình diễn thượng hạng của mình bằng một pha kiến tạo cho Erling Haaland ở phút sau 6 và sau đó là tự mình kết liễu Crystal Palace. Dẫu đội chủ nhà đã rất nỗ lực để có một bàn gỡ đến từ Usone Eduard, nhưng chừng ấy là không đủ để giúp họ thoát khỏi trận thua ngay tại St. Hugh's Park. Ba điểm ra về không chỉ giúp đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola tạm thời vươn lên vị trí thứ hai với 70 điểm, qua đó tiếp tục thắp sáng tham vọng bảo vệ ngôi vương ở sân chơi ngoại hạng Anh, mà nó còn đánh dấu một ngày đặc biệt đối với cá nhân của Kevin De Bruyne. Với hai bàn thắng có được trong trận đấu, thủ quân người Bỉ đã viết nên một trang sử mới cùng nửa xanh Manchester. Cụ thể, anh đã chính thức cán mốc 100 bàn thắng cho đội bóng này sau 372 lần ra sân trên mọi đấu trường. Chỉ có hai cái tên thiết lập được kỷ lục tương tự trước đó là Sergio Aguero và Raheem Sterling. Nhưng điều đáng nói đó là Kevin De Bruyne thường biết đến với tư cách là tiền vệ, là vua kiến tạo của The Citizen. Theo thống kê, bên cạnh 100 bàn thắng có được thì trong gần 9 năm thi đấu tại đây, được truyền dọn cỗ cho Haaland vừa rồi đã nâng tổng số kiến tạo của De Bruyne tại Man City lên đến con số 167 và là 300 nếu tính trong cả sự nghiệp của anh. Sẽ chẳng còn gì có thể ngăn cản Kevin De Bruyne bước vào ngôi đền huyền thoại tại đây nữa rồi. Anh thực sự đã trở thành gương mặt ấn tượng nhất trong suốt kỷ nguyên thống trị của Man City tại xứ sở sương mù. Dù là một tiền vệ nhưng De Bruyne luôn biết cách để tự mình mang đến những pha lập công quan trọng cho đội nhà. Có đến 6 trong số 8 mùa giải tại Etihad, ngôi sao sinh năm 1991 đóng góp trên 10 bàn thắng. Trong đó phải kể đến chiến dịch 2021-2022, nơi anh đã có 19 bàn thắng trên mọi đấu trường. Ngay ở cả mùa giải 2018-2019, thời điểm mà phong độ của tiền vệ này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chấn thương và chỉ ra sân hơn 1.500 phút, thì anh cũng kịp đóng góp 6 pha lập công. Chưa kể, trước khi mùa bóng này chính thức khởi tranh, Kevin De Bruyne cũng đã gặp phải một chấn thương gân khoeo nghiêm trọng, khiến anh bỏ lỡ 138 ngày và chỉ vừa mới trở lại vào tháng giêng. Anh vẫn biết cách để minh chứng tầm quan trọng của mình bằng 4 bàn thắng và 14 pha kiến tạo tính đến thời điểm hiện tại, trong đó có 8 lần góp dấu giày trong 5 lần ra sân gần nhất. Chừng ấy là đủ để thấy được đẳng cấp của De Bruyne chính là một trong những điểm tựa của Man City trong hành trình tái hiện quân ba như trong mùa giải trước. Minh chứng là trong trận đấu này, ngoại trừ việc đóng góp 3 trong 4 bàn thắng của đội nhà, De Bruyne cũng sở hữu những thông số đặc biệt ấn tượng. Cụ thể, trong 89 phút góp mặt ở trên sân, tiền vệ người Bỉ có 98 lần chạm bóng tung ra 61 đường chuyền thành công, đạt tỷ lệ chuẩn xác 81%, trong đó có 4 đường chuyền bẻ khóa hàng phòng ngự đối phương và tạo ra 3 tình huống ngon ăn cho những người đồng đội. Chính màn trình diễn thượng hạng đó đã giúp anh nhận được thang điểm 10 tuyệt đối đến từ SofaScore. Chắc chắn rồi, người cảm thấy hạnh phúc nhất khi chứng kiến phong độ chạm đỉnh của De Bruyne không ai khác chính là Pep Guardiola. Trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không ngớt lời khen ngợi cầu trò. Với lịch thi đấu dày đặc thế này, chúng tôi đã tiêu tốn nhiều năng lượng cả về tinh thần lẫn thể chất và hôm nay chúng tôi đã chơi thiếu chắc chắn so với bình thường.
không có De Bruyne, có lẽ chúng tôi đã không thể giành chiến thắng. Chúng tôi có thể nói về vấn đề chiến thuật sau, nhưng trước hết hãy cho chúng tôi những cầu thủ như Kevin. Hãy nhớ rằng cậu ấy đã nghỉ thi đấu 5 tháng và giờ đây Kevin đang trở lại tốt và cậu ấy thật sự là một tài năng rất đặc biệt. Hãy nhìn cách mà cậu ấy giữ được sự ổn định một cách phi thường trong 10 năm ở Man City. Không ngoa khi nói đây chính là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử của đội bóng. Và cuối cùng, những bàn thắng của Kevin trong trận đấu này thật khó tin. Không chỉ Pep Guardiola mà những cơn mưa lời khen dành cho De Bruyne dường như cũng đang bùng nổ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Chiến thắng đó tất cả là nhờ có anh ấy. Kevin xứng đáng có một quả bóng vàng, một cổ động viên phát biểu. Không nghi ngờ gì nữa, Kevin De Bruyne chính là huyền thoại của Man City, người khác nhận định. Và họ nói Bruno Fernandes hay hơn anh ấy, một khán giả mỉa mai. Với bản thân De Bruyne, anh cũng tỏ ra tự hào với chiến tích mà mình có được. Thực sự là khoảnh khắc đáng tự hào. Nó nhấn mạnh rằng tôi đã có thời gian dài ở đây và trải qua nhiều khoảnh khắc tuyệt vời cùng câu lạc bộ này. Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này, nhưng tôi vẫn luôn đề cao những gì đã xảy ra và cả những người cổ động viên nữa. Đây chắc chắn sẽ là một động lực không nhỏ với bản thân Kevin De Bruyne trong những trận đấu còn lại của mùa giải, nhất là khi mà trận đại chiến quan trọng với Real Madrid đã cận kề. Giữa tuần tới, Man City sẽ làm khách đầy khó khăn đến Santiago Bernabeu trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League. Nhưng với phong độ này của De Bruyne, chính Real Madrid mới là những người cần phải dè chừng. Trong 8 lần đụng độ với gã khổng lồ thành Madrid trước đây, cầu thủ 32 tuổi đã có đến 3 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, trong đó còn có 2 lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chắc chắn nhiều người vẫn chưa thể quên được những gì đã diễn ra ở mùa giải năm ngoái trong trận bán kết lượt về tại Etihad, nơi Man City đã khiến những vị khách đến từ Tây Ban Nha nhận thất bại mối mặt 0-4. Kevin De Bruyne chính là một trong những người chơi nổi bật nhất trên sân với 2 key pass, 1 lần tạo cơ hội rõ nét và 2 pha kiến tạo. Hay thậm chí là cả trận lượt đi trước đó nữa, chính anh là người đã tỏa sáng với bàn thắng san bằng cách biệt bằng cái vung chân không thể cản phá từ ngoài vòng cấm. Pha lập công đó cũng đã giúp Man City thành công trong việc cầm chân Los Blancos ngay tại Santiago Bernabeu, qua đó phần nào có được lợi thế trước trận lượt về. Trong buổi trả lời phỏng vấn với TNT Sports, tiền vệ này cũng đã đưa ra một tuyên bố đanh thép về tham vọng của bản thân nói riêng và cả tập thể Man City nói chung trong giai đoạn cuối mùa giải. Tôi không biết nữa, thực sự rất khó để đưa ra lựa chọn giữa Ngoại hạng Anh và Champions League. Nhưng có lẽ tôi sẽ nghiêng về phía Champions League, thật khó nói, nhưng tôi muốn mọi danh hiệu có thể. Sau đó, Ferdinand đã đùa rằng có chăng việc đã giành được quá nhiều chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man City đã khiến anh cảm thấy chán ngán, nhưng đáp lại tuyển thủ người Bỉ khẳng định. Không, nói thế không phải là bởi tôi chán, nếu chán thì chúng tôi đã không thi đấu mạnh mẽ đến thế trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy chờ xem. Dù không đề cập trực tiếp đến Real Madrid, nhưng những lời khẳng định rằng anh đang dành sự ưu tiên cho đấu trường Champions League chẳng khác nào là một chiến thư gửi đến đội bóng Hoàng gia Madrid cả. Dường như Kevin De Bruyne đang cực kỳ hưng phấn để đón chờ trận đấu sắp tới. Những màn trình diễn ấn tượng cùng hiệu suất đầu ra khủng khiếp của anh trong khoảng thời gian gần đây sẽ là lời cảnh báo đối với hàng phòng ngự của kênh Kền Trắng.